như anh mua vô 10.000 đi, mình đi nhiều thằng ở trên trên mạng nó nói là nó muốn short đó không, nó đi ngược đường nó để làm lời cũng mà mình nó bán ra để làm lời xuống hướng này đó. Thí dụ như nó bán ra 10.000 đi, thí dụ như nó nói đúng đi, nó đi đúng cái hướng đi là cái này nó sập xuống hết tới $1 đi, thì mình lời được bao nhiêu? Mình lời cao lắm là cỡ 100% thôi, 99% thôi, mình không có lời được 100% được. Dù mình đúng 100% mà mình lời cao lắm là được có 99%. Còn á, mình mua vô đây á 10.000 á mà nó lên tới 100.000 đi, mình lời được bao nhiêu? Ok anh em, thì mình thấy khá là nhiều anh em không hiểu tại sao anh Tài nói là khi mình bán short á, khi mình bán khống á, thì mình chỉ lời tối đa được 100%. Còn khi mà mình mua lên thì mình sẽ lời được rất là nhiều hơn à. Thì video này mình giải thích cho anh em nè. Dễ thôi. Anh em mở cái chart biểu đồ của Bitcoin lên hoặc bất kỳ cái đồng nào à. Giả sử như anh em là một người đoán đỉnh rất là giỏi và anh em short ngay đúng ngay cái đỉnh 69 ngay. Thì cho dù cái Bitcoin nó xuống tới đây đi thì anh em vẫn chỉ lời có 77% ha. Bây giờ Bitcoin nó xuống 4.000 đô, 3.000 đô, anh em cũng chỉ lời được 95%. Và giả sử như bây giờ mình cho nó giảm xuống tận dưới 1.000 đô luôn đi. Đây này, thì anh em cũng chỉ lời được tối đa là 99,9% thôi, không không thể lời hơn được 100% ha. Ở đây giá này là giá âm rồi nha, không có giá âm ha. Và ngược lại, nếu như mà anh em mua lên thì sao? Giả sử như anh em mua thời điểm này 30k. Và mình chưa biết được là chu kỳ sắp tới tăng đến đâu, nhưng mà chỉ cần tới đỉnh cũ thôi. Thì anh em thấy chỉ cần tới đỉnh cũ anh em đã có lời hơn 2 lần rồi. 2,5 lần. Thì lúc này mình có thể đưa ra một kết luận đó là cùng có một cái rủi ro như nhau. Khi mà anh em long và anh em short thì đều cùng có một cái rủi ro là anh em có thể bị cháy tài khoản, bị thua trong cái lệnh đó ha. Nhưng lợi nhuận thì khi anh em buy hoặc anh em long sẽ có lợi nhuận cao hơn khi anh em sell short. Đó là cái lý do anh Tài khuyên mọi người không nên bán khống ở trong thị trường crypto.